Đừng bao giờ mà cứ hài lòng với cái cuộc sống hiện tại của mình, thì mình cứ thử thách và bản thân và nghĩ đến cái tương lai của mình, thì mình đó là cái động lực mà để mà mình có thể bỏ tất cả lại ở Việt Nam để mà mình đi đến một cái đất nước xa lạ, một cái môi trường mà mình nghĩ là nó sẽ có nhiều cơ hội, tuy nhiên cũng đầy rẫy những cái thách thức cho bản thân. Xin chào mọi người, mình là Lê Quang Thịnh, mình hiện 31 tuổi và đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình là bác sĩ công tác tại Bệnh viện Vương. Mình có nộp hồ sơ du học thông qua công ty New World và cũng rất là may mắn là có được visa ngày hôm nay. Mình là Lan Anh, mình là vợ của anh Thịnh, thì mình 28 tuổi. Mình có làm hồ sơ phụ thuộc theo chồng đi du học Úc và cũng may mắn là mình đã có visa vào ngày hôm nay luôn. Nên là rất là vui khi mà có mặt ở đây chia sẻ cho các bạn về hành trình xin visa Úc của tụi mình. Thật sự là cách đây hơn một năm thì mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ có ý định đi du học. Tuy nhiên từ khi vợ mình làm cho công ty New World, và đặc biệt là mình có một số người bạn thì đã qua những cuộc nói chuyện với nhau thì đã truyền cho mình được cái cảm hứng và cho mình đủ sự tự tin để mình đi du học. Thành ra khi mà mình nói cái điều này với đồng nghiệp của mình, và đặc biệt là khi nói chuyện với sếp của mình để mà xin nghỉ việc mà để đi học, thì tất cả mọi người hầu như ai cũng hỏi là tại sao. Thì có thể đến mức nhiều đến mức mà mình chắc mình phải treo một cái bảng trước cổ mà đi trong bệnh viện mỗi ngày, mình hỏi tại vì ai cũng hỏi mình là tại sao mà mình đang làm bác sĩ, một công việc ổn định như vậy mà mình lại từ bỏ tất cả để mình đi du học. Thì mình cũng muốn nói một điều, đó là đừng bao giờ mà cứ hài lòng với cái cuộc sống hiện tại của mình, thì mình cứ thử thách và bản thân và nghĩ đến cái tương lai của mình, thì mình đó là cái động lực mà để mà mình có thể bỏ tất cả lại ở Việt Nam để mà mình đi đến một cái đất nước xa lạ, một cái môi trường mà mình nghĩ là nó sẽ có nhiều cơ hội, tuy nhiên cũng đầy rẫy những cái thách thức cho bản thân. Thứ nhất là Úc là một quốc gia nổi tiếng, được rất nhiều du học sinh Việt Nam chọn để mà du học tại đó. Thì mình cũng có rất nhiều bạn đã đi du học tại Úc và mọi người đều có ấn tượng khá là tốt, đặc biệt là về môi trường giáo dục và cái môi trường xã hội của Úc. Ngoài ra thì theo như mình có tìm hiểu thì Úc là một trong số những quốc gia có chính sách visa khá là cởi mở và cũng có nhiều ngành nghề đang nằm trong danh sách định cư á. Thì theo như mình tìm hiểu trước đó thì cái ngành của chồng mình là đang nằm trong danh sách là những cái ngành nghề mà được ưu tiên về visa sau khi ở học xong tại Úc làm việc, cũng như là cái cơ hội định cư nó có. Thì tụi mình sau khi cân nhắc giữa Canada và Úc thì tụi mình quyết định chọn Úc là điểm đến du học. Bên cạnh đó thì gia đình mình cũng có người thân nè đang ở Úc, bạn bè mình cũng ở Úc. Thực ra là trước đó mình đi làm thì có may mắn là quen được một chị đồng nghiệp á, là chị đó là quốc tịch Úc luôn, nhưng mà chị về Việt Nam chỉ làm việc, và trong cái quá trình làm việc với chị đó thì hai vợ chồng cũng có kết bạn với chị rồi cũng nói chuyện trao đổi. Nói chung là người đó là cái người mà tiếp cho mình cái động lực về nước Úc nó như thế nào á, cho mình thêm nhiều kiến thức về nước Úc, và đó cũng là một điểm cộng để mình quyết định mình chọn nước Úc là điểm đến du học của mình. Mình đã từng có một cơ hội có thể đến Úc để du học, đó là vào thời điểm mà mình thi đại học. Lúc đó mình có chọn hai trường, đó là Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y Dược. Lúc đó điểm số đầu vào của mình trong trường Đại học Bách Khoa cũng khá là cao, và mình nhận được offer học bổng khoảng 50% từ một trường đại học ở Úc. Tuy nhiên thì lúc đó cũng suy nghĩ về tương lai và định hướng gợi ý của gia đình, thì mình đã quyết định chọn con đường đi học và học y dược để trở thành một bác sĩ đa khoa. Thì qua quá trình làm việc mình nhận ra là một điều, đó là mình có thể góp ích cho xã hội và cho nhiều người, không chỉ là ở vị trí của bác sĩ lâm sàng mà có thể từ những cái công việc khác, chẳng hạn như là về khối cận lâm sàng hoặc về nhóm ngành về khoa học, thì đặc biệt là trong cái khóa học thạc sĩ về công nghệ sinh học là một cái ngành mà có thể ứng dụng trong cái công cuộc điều trị, đặc biệt cho những bệnh nhân về ung thư hoặc là những bệnh lý về di truyền hoặc là những phát triển những cái thuốc mới. Thì đó là một cái nhóm ngành rất là hay, đó là quyết định cho mình đi du học Úc. Sau khi cân nhắc khá là nhiều nhóm ngành để học tiếp chương trình Master ở Úc, mình thấy là cái ngành công nghệ sinh học là một trong những ngành mà cái học phí khá là cao so với những mặt bằng chung những cái ngành khác. Thì mình cũng đã có nộp submit hồ sơ vào một số trường, tuy nhiên thì mình nhận được học bổng 25% đến từ Đại học La Trobe. Thì đây là một trong những yếu tố giúp cho mình tự tin hơn vào khả năng tài chính của mình để mình có thể an tâm học tập và có cuộc sống tốt hơn tại Úc. Thứ nhất, có những khó khăn trong quá trình mà mình nộp hồ sơ để xin đi du học ở
tại vì xuất phát điểm của mình là chương trình bác sĩ đa khoa, sau đó mình học lên chuyên khoa sản phụ khoa, thì hầu hết những cái kiến thức kinh nghiệm làm việc của mình thì chủ yếu là đến từ môi trường ở bệnh viện và tiếp xúc với bệnh nhân. Thì tuy nhiên cái chương trình mình chọn là thạc sĩ về công nghệ sinh học thì cũng có một phần may mắn là trong chương trình mình học y thì 2 năm đầu cũng có một số môn mà nó trùng với là cái chương trình yêu cầu đầu vào ở bên Úc, thì mình đã cũng phải tốn khá nhiều công sức để mà có thể xin được chương trình đào tạo và gửi nó cho bên trường La Trobe. May mắn thay là xét duyệt hồ sơ thì người ta đã chấp nhận mình cái chương trình đào tạo đó và nhận được đề offer. Và thứ hai, một cái băn khoăn của mình đó là cái lượng kiến thức khá là khổng lồ, cái chương trình thạc sĩ về công nghệ sinh học khá là khó khăn và nặng nề, thì đòi hỏi mình phải nỗ lực. Tuy nhiên thì mình thấy thích thú với cái ngành này, ra mình nghĩ là mình có thể học tốt và đáp ứng được cái yêu cầu ở trong ngành. Thực ra là gia đình của mình có người thân đang ở tại thành phố Perth của bang Tây Úc, nhưng mà hai vợ chồng quyết định chọn thành phố Melbourne để học tập. Thì lý do đầu tiên là phải kể đến là đây là một trong 2 thành phố lớn tại Úc, và Melbourne cũng là một trong những thành phố mà có hệ thống giao thông công cộng phát triển nhất thế giới nè. Cộng đồng người Việt Nam tại Úc thì đa số là mọi người ở Melbourne khá là nhiều. Thêm một lý do là mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là lâu rồi, và hai vợ chồng cũng đã quen với cái nhịp sống sôi động của thành thị, và đó cũng là một trong những lý do mà quyết định chọn Melbourne là thành phố học tập của mình. Thời gian mà từ lúc mình nộp hồ sơ cho đến khi mà mình có được visa đi du học ở Úc tầm 6 tháng thì so với các bạn khác mình thấy khá là lâu. Một phần là bởi vì mình là một người học ngành bác sĩ đa khoa, và sau đó thì mình học master về một ngành khác, rồi cộng thêm việc nghỉ lễ Giáng sinh rồi nghỉ Tết ta. Ngay sau Tết mình nhận được cái offer letter từ trường La Trobe thì mình rất là vui. Tuy nhiên cái thời gian mà nộp visa thì lại rất là nhanh, chỉ có tầm 2 tuần thôi. Thực ra là cái khoảng chờ đợi mà gần 6 tháng để nhận một cái offer letter từ trường là đối với bản thân mình, một người đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du học, thì mình thấy là thực sự là nó khá là lâu luôn. Tại vì mình hay hỏi chị Trang với Trâm Anh là hai người đã hỗ trợ hồ sơ cho hai vợ chồng, thì luôn hỏi là tại sao mà cái hồ sơ của em lại lâu như vậy, thì chị Trang mới giải thích là tại vì do mình đi trái ngành, và cái thứ hai là do cái ngành của mình nó cũng xét nó cũng hơi khó á. Nhưng mà không sao, cuối cùng thì sau 6 tháng cũng đã có visa, sự rất là vui. May mắn cho mình là được sự hỗ trợ nhiệt tình từ chị Trang và Trâm Anh, hai người đã hướng dẫn mình chuẩn bị hồ sơ và các bước như thế nào rất là rõ ràng, giúp cho mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Nếu mình nghĩ mà mình tự chuẩn bị thì nó sẽ khá là phức tạp và tốn nhiều thời gian hơn. Thực ra là trước đó là anh Thịnh cũng đã có kế hoạch đi du học rồi, nhưng mà ước mơ của anh Thịnh đó là anh Thịnh muốn đi học về chương trình nghiên cứu. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà mình làm tại công ty nè, thì New World rất là tạo điều kiện cho mình, ví dụ như là có những cái chương trình hội thảo về sức khỏe ở bên ngoài đi, thì cũng là đăng ký để Lan Anh đi. Khi mình nghe về cái chương trình đó thì mình biết là cái việc mà xin một cái học bổng nghiên cứu tại Úc á về chương trình y thì nó khá là khó. Nhưng mà được sự động viên của mọi người thì thôi, mình nghĩ là mình nên tự đi bằng bản thân mình, thì cái việc đó nó sẽ làm cho cái hành trình để chạm đến ước mơ của mình nó sẽ rút ngắn hơn bằng chính thực lực của mình, mà không phải là qua một cái chương trình nghiên cứu nào hết. Và mình đã chia sẻ điều này với lại anh Thịnh, và cũng là khá là may mắn là trong một cái ngày, một cái buổi đi ăn vào ngày tháng 10 á, anh Thịnh có nói là một chị đồng nghiệp của ảnh đã vừa nhận được offer letter từ một trường đại học Úc, và chị đó cũng là bác sĩ, và chị đó cũng đến Úc để học một chương trình về nghiên cứu. Thì hai vợ chồng nghĩ là thực ra là cái việc mình xin đi bên y, ngành y ở Úc á, nó không thực sự khó như mình tưởng tượng nếu như mình có quyết tâm và mình có sự chuẩn bị kỹ càng. Và thực sự rất là may mắn luôn, đã có chị Trang và Trâm Anh và New World rất là nhiệt tình hỗ trợ từ ngày mà hồ sơ, rồi chuẩn bị hồ sơ, xin offer letter, chuẩn bị visa, và đến khi mà có visa, thực sự là rất là may mắn và cảm ơn New World rất là nhiều. Cuối cùng thì mình xin gửi lời cảm ơn đến công ty New World, đặc biệt là chị Trang và Trâm Anh đã hỗ trợ trong quá trình mà mình mở hồ sơ để xin đi du học và có được cái visa đi du học như ngày hôm nay. Thì cũng chúc công ty ngày càng phát triển và làm cái cầu nối để cho các bạn có được cái cơ hội mà thuận lợi hơn cho mình trong quá trình đi du học. Thì bản thân mình là một người đã làm là nhân viên của New World luôn, thì mình thật sự rất là biết ơn các anh chị đồng nghiệp của mình đã mỗi ngày không ngừng để truyền cảm hứng
và luôn tiếp lửa để cho mình và chồng mình có thể đạt được ước mơ như ngày hôm nay. Thực sự là khi mà mình nhận được cái visa du học á, bản thân mình vui, nhưng mà mình vui hơn là tại vì tất cả mọi người trong công ty này đều cười với mình và đều chúc mừng mình. Cảm giác là mọi người đều hòa chung cái niềm vui với mình đó, là mình cảm thấy là mình được ủng hộ rất là nhiều luôn á. Trong cái khoảng thời gian mà dù làm việc ở đây thì cũng chưa được một năm đâu, nhưng mà mỗi ngày đi làm thật sự với mình là một ngày vui luôn. Và mình cảm thấy là mình đang tiến bộ lên từng ngày, tại vì môi trường làm việc là rất là tuyệt vời. Mọi người đều rất là giỏi và luôn support, hỗ trợ lẫn nhau. Đây là một môi trường làm việc mà mình hay nói đùa với anh Thịnh là đây là một cái môi trường mà em tìm kiếm từ rất là lâu và em mới có thể có được. Và phải hạnh phúc hơn nữa là đây là nơi mà chấp cánh ước mơ du học của mình. Slogan của New World là New World chấp cánh ước mơ du học. Và thực sự New World đã chấp cánh ước mơ du học cho mình và chồng mình. Một lần nữa là cảm ơn các anh chị đồng nghiệp đã luôn hỗ trợ em, luôn hỗ trợ và luôn đồng hành, động viên em. Chúc cho công ty của mình càng ngày càng phát triển. Năm nay là cột mốc 10 năm thì hy vọng là sẽ có thêm nhiều cái 10 năm hơn nữa, và không ngừng là cầu nối, là nơi để chấp cánh cho ước mơ du học của rất nhiều bạn trẻ tại Việt Nam.